Nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần năm 2022, Quỹ ban Nhân dân phường cho Phú B trao 80 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn phường với tổng số tiền 24 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của nhóm sang sẻ yêu thương châu đốc. Những phần quà có ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết đến xuân về đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng trong việc chăm lo đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ gia đình đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm qua đó góp phần khích lệ tinh thần các gia đình có thêm động lực dương lên trong cuộc sống